Bất chấp các nỗ lực của Mỹ và đồng minh, chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên vẫn tiếp tục có những bước tiến đáng kinh ngạc, mà mới đây nhất là vụ thử bom nhiệt hạch vào tuần trước. Tuy nhiên thì vụ thử lại khiến Mỹ tiếp tục đưa ra thêm dự thảo trừng phạt mới, và để đáp trả thì Bình Nhưỡng hôm nay đã tuyên bố Washington sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho việc này. Triều Tiên nhấn mạnh Mỹ đang trở nên điên cuồng, lôi kéo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lệnh trừng phạt nhằm vào vụ thử tên lửa, vốn được Bình Nhưỡng xem như một phần của những biện pháp tự phòng vệ hợp pháp. Trong trường hợp Mỹ giàn dựng được nghị quyết bất hợp pháp với các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn, Triều Tiên nhất định sẽ khiến Mỹ phải trả một cái giá xứng đáng. Thế giới sẽ chứng kiến Triều Tiên chế ngự những kẻ bất hảo Mỹ bằng cách áp dụng một loạt hành động cứng rắn hơn những gì Washington đã dự tính. Vào hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đưa ra. Theo Reuters, lệnh trừng phạt mới bao gồm việc cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm đối với hàng dệt may và chấm dứt trả lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài. Trước đó, vào hồi đầu tháng 8, toàn bộ 15 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau một loạt vụ phóng thử tên lửa của nước này. Lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu than đá, sắt, chì, quặng chì và hải sản của Triều Tiên, hạn chế số lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, cấm thành lập liên doanh mới hoặc đầu tư thêm vào các dự án hiện hữu tại Triều Tiên. Theo ước tính, mỗi năm Bình Nhưỡng thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la Mỹ do lệnh cấm này.